Thì em Minh Tông Nha Trang xin chào tất cả quý chị đang xem kênh YouTube của em ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay em đang có mặt tại xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm. Thì ngày hôm nay em sẽ đi quay đến cho tất cả quý chị một cái lô đất vườn với cái diện tích là 7.500 m², và với cái lô đất này nằm ngay mặt tiền con đường số 4 thuộc xã Cam Thành Bắc. Thì lô đất này nó rất là đẹp nha quý chị, vuông vắng với chiều ngang là 62 m và chiều dài là 140. Thì cái lô đất này nó phù hợp thổ cư. Phù hợp thổ cư. Thì ngày hôm nay Minh Tông sẽ quay và review chi tiết đến cho tất cả quý chị lô đất này và nêu lên những ưu điểm và nhược điểm, vì sao lô đất này đáng để đầu tư và cũng như là nó đẹp ra sao với cái quy hoạch tiềm năng tương lai của khu vực Cam Thành Bắc và cũng như là lô đất này. Đây là quý chị, rất là đẹp. Thì hiện tại cái lô đất nó đang nằm ngay phía sau lưng công đây, đã rào lại và toàn bộ thửa đất đã rào với cái tổng diện tích là 7.500 m. Thì với cái giá bán là chỉ đâu đó là 1,5 triệu cho 1 m². Thì lô đất này nó chỉ hơn 10 tỷ thôi nha quý chị. Lô đất này nó giá 1,5 triệu cho 1 m² nhân cho 7.500 m², và khi sau khi chịu quy hoạch còn lại là 7.200 cho tới 7.000. Thì với lô đất này nó quy hoạch tiềm năng như thế nào thì quý chị hãy xem cái video này của em nha. Thì vị trí lô đất này đang nằm ngay cái mặt tiền con đường số 4 nha quý chị. Con này là con đường số 4, quy hoạch mở rộng lên tới là 30 m. Đường này kết nối đi thẳng ra tới khu vực xã Cam Thành Nam, thì đi ra tới khu vực Cam Ranh. Thì với con đường này là một trong những cái trục đường lớn mở rộng và kết nối trực tiếp với con đường Đồng Bà Thìn. Thì ở đây rất là nhiều con đường như này và trục đường khu bàn cờ nó cắt ngang và đi thẳng như thế này quý chị. Rất là nhiều con đường thông mở rộng và rất là phù hợp cho quý chị nhà đầu tư làm đất vườn hay là một cái khu vực biệt thự nghỉ dưỡng ngay vị trí này. Thì với cái tiềm năng tăng giá và cũng như là cái quy hoạch thổ cư của lô đất này, và hiện tại đã có sẵn thổ cư cho toàn bộ thửa đất 7.500 m và đã có 200 m thổ cư trên tổng là 7.500 nha quý chị. Thì lô đất này nó đang nằm ngay cái vị trí như này và nó cách cái con đường phía trước là Minh Tông đang chỉ kia, là đi ra tới con đường Đồng Bà Thìn Suối Cát, là một trong những con đường mở rộng, quy hoạch mở rộng lên tới 40 m. Nó chỉ cách trục đường đó là khoảng 200 m thôi, rất là gần. Và ngay vị trí lô đất của chúng ta nó có một cái con suối như thế này nha quý anh chị. Rồi xét bên nó có một cái con suối. Thì và hiện trạng đất thì đã rào hết rồi, cam kết với anh chị là đã rào rồi, rất là đẹp. Thì với chiều ngang lô đất này là nó ngang tới 62, dài cạnh là 140 và 145. Và nó có một cái nhược điểm là hiện tại lô đất này nó bị tấp hậu chút xíu, là khoảng 10 m nha quý anh chị, và nằm rất là gần cái suối như thế này. Suối thì quanh năm có nước rất là mát. Và Minh Tông đang đứng ở phía trên và nhìn xuống để cho quý anh chị xem, để cho quý anh chị nhìn thấy được là lô đất này nó có gì tiềm năng và có đẹp hay không. Như quý anh chị đang thấy thì chủ đã rào hết rồi, rào lại rất là kỹ. Hiện tại chủ đang có nhu cầu bán để làm một cái công tác khác và cũng như là một cái công việc khác, nên còn bán lại mảnh đất này về để lại cho quý nhà đầu tư với cái giá 1,5 triệu mỗi mét vuông, rất là đẹp. Giá này là giá từ quy hoạch ra nha quý anh chị, để có thổ và đất này phù hợp thổ nha quý anh chị. Hầu như là tất cả những mảnh đất mà nằm ngay trục đường chính mặt tiền đường này đều phù hợp thổ hết. Thì từ vị trí này chúng ta đi về với cái trung tâm của huyện Cam Lâm thì khoảng 10 cho tới 15 phút thôi, rất là gần, nó không có xe đâu quý anh chị. Đi về tới trung tâm thì rất là gần. Và hiện tại là khu vực này là một trong những khu vực bàn cờ quy hoạch và tiềm năng phát triển vẫn còn rất là nhiều. Để sở hữu một cái mảnh đất lớn như thế này để tìm kiếm trong khu vực của Cam Lâm, đất phù hợp thổ nằm mặt tiền đường lớn, chiều ngang mở rộng, là một cái lô đất khá là khó tìm nha quý anh chị, không còn đơn giản ở khu vực Cam Lâm tại điểm hiện tại. Và cái mức giá như thế này, mức giá đầu tư chỉ có 1,5 triệu cho 1 m và nằm gần trục đường lớn, thì Minh Tông nghĩ đây sẽ là lô đất mà chúng ta đầu tư được. Thì Minh Tông sẽ nói lên những cái ưu điểm của lô đất này. Thứ nhất, nằm trục đường lớn, gần với đường quy hoạch mở rộng, đất thổ cư và đã có thổ cư, phù hợp thổ cư, thì đơn giá rẻ, chỉ có 1,5 triệu 1 m. Còn cái nhược điểm của lô đất này thì nó phía trước chúng ta đang thấy là Minh Tông đang đứng trên cầu thì ở phía chỗ đây nó hơi thấp chút xíu và có một cái đường người suối đi ngang qua, thì bắt buộc địa phương người ta phải làm một cái cầu như thế này để dân tình đi qua khi mà mùa mưa mùa nước gì đó, thì nước băng ngang qua thì dân sẽ đi được như thế này. Đó là một trong những điểm bất lợi của lô đất này nha quý chị. Còn phần còn lại thì nó có một chút xíu bị tấp hậu, là tấp hậu khoảng 10 m. So với lô đất lớn như này tấp hậu 10 m thì nó cũng không ăn thua gì mấy đâu đó. Còn những cái điểm còn lại thì Minh Tông cảm thấy thì lô đất này đầu tư được nha quý chị. Giá
như thế này vẫn là còn ok, đầu tư rất là ok trong thời điểm này. Thì những quý chị nào quan tâm những sản phẩm đất nền tại Cam Lâm thì cứ liên hệ với Minh Tông, thì Minh Tông vẫn còn những sản phẩm mới và cũng như là những sản phẩm đất nền nhỏ khu vực dân cư. Rồi nếu như quý anh chị nào có nhu cầu tài chính khoảng là 2 tỷ, 2 tỷ rưỡi, 3 tỷ so với những lô diện tích cho tới vài chục tỷ thì Minh Tông cũng đều có hết cho quý anh chị trong giỏ hàng. Thì Minh Tông cũng không nói quá nhiều về những sản phẩm như thế này nữa, thì cũng rất mong quý anh chị nào quan tâm về sản phẩm mà Minh Tông đang review thì cứ liên hệ trực tiếp với Minh Tông để Minh Tông có thể đưa cho quý anh chị những cái quy hoạch cụ thể của Cam Lâm và cũng như là tư vấn chi tiết dắt quý anh chị đi xem những sản phẩm như thế này. Thì Minh Tông sẽ kết thúc video tại đây, cũng rất mong là quý anh chị đăng ký kênh cũng như là subscribe kênh YouTube của anh em để trong thời gian vừa qua và cũng như thời gian sắp tới Minh Tông sẽ có những video mới nhất về thị trường bất động sản tại khu vực Tây Trang, Cam Lâm cũng như Ninh Hòa để cho quý anh chị tham khảo và cũng như là có thể đầu tư được thanh khoản sớm trong tương lai. Thì quý anh chị đã có nhu cầu mời ký gửi những sản phẩm để em có thể đi quay review trực tiếp những sản phẩm của quý anh chị nhà đầu tư thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em ở bên trên là 0905 802 187. Minh Tông xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong video mới nhất của em ngày hôm sau ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ạ.